khi chúng ta dùng máy lọc sàn, chúng ta lưu ý là chúng ta nên cân máy để máy được đạt hiệu quả cao nhất. Mở gió lớn lên Thái ơi, cái kia bên tay trái bên trên á. Khi chúng ta dùng máy lọc sàn, chúng ta lưu ý là chúng ta nên cân máy để máy được đạt hiệu quả cao nhất. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.